Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây, hiện tại em Điền đang có mặt ở tại biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Thì đây anh chị, trước mặt cô chú chị mà là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 10 mét hơn anh chị ha, tương đối là rộng ha. Và mình ra chút xíu đây khoảng là chưa tới 100 mét ha, là gặp ngay cái đường tỉnh lộ 328. Đường đó là huyết mạch mình đi thẳng xuống biển Hồ Tràm anh chị ha, ra cái ngã tư Hồ Tràm rồi anh chị ha. Thì từ đây mà di chuyển xuống ngã tư Hồ Tràm nó khoảng 2 cây hơn thôi ha, 2 cây hơn chút xíu à. Và rẽ hướng ngược lại thì mình sẽ giao với lại quốc lộ 55, và cũng như ra đó là gặp trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ anh chị ha. Đó. Và hướng ngược lại đây mình sẽ đi được ra đường biển Lộc An nè, và đi ra ngay chỗ Cham Resort Hồ Tràm đó, ra đường ven biển đó cũng là khoảng là 2 cây số anh chị. Nói chung là đường thông thương anh chị ha. Thì nói chung là tuyến đường này quy hoạch là đường dường như là đường huyết mạch để mình đường chính, để đường chính để mình đi qua bên phía Lộc An đó anh chị ha. Đó. Nói chung là đa số xe khách, xe du lịch này kia đa số đi đường này để qua bên đó ha, và đi đường này để mà đi về những cái resort như là Cham Hồ Tràm, Mi Lạ ha, và cầu ngắm biển vân vân. Nói chung là đường này đường huyết mạch để mà xe du lịch đi đó. Đó. Thì tuyến này xe du lịch chạy đồ này kia cũng tương đối là đông anh chị ha. Đó. Và sẵn đây em Điền sẽ xin giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản hơn 2.000 mét vuông và giá đang ngợp anh chị, giá đang cần bán ha. Đó. Thì vị trí này thì em Điền cũng nói rồi, đi xuống biển khoảng là 2 km đó chị. Đó. Thì em Điền sẽ nói thông tin cơ bản về bất động sản này, và mình sẽ báo giá luôn bất động sản mình ha. Thì bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 30 mét mặt tiền. Ranh của mình từ đây anh chị ha. Nói chung là ranh của mình thì rào lại hết rồi ha, đang có rào là B40. Đó. Từ đây qua bên phía bên này ha là 30 mét mặt tiền, và chiều sâu thì bên này là sâu khoảng là 67 68 mét. Ha. 60 mấy mét đó, còn bên này thì khoảng 71 72 mét ha. Và nở hậu là 38 mét. Chính xác là 2.299 mét vuông anh chị. Và đang có sẵn là 140 thổ cư anh chị ha. Thổ cư này cũng được gọi là tương đối cũng là được ha, nhưng mà hơi ít so với lại tổng diện tích bất động sản mình. Đó. Đường nhựa rất là đẹp anh chị ha, đường nhựa mới toanh luôn. Nói chung là đường láng o à. Đó. Dân cư ở đây thì san sát, rồi đối diện thì tập đang kinh doanh tạp hóa này nhỏ lẻ này, và kế bên thì có quán cà phê vân vân. Nói chung là tuyến đường này là tuyến đường kinh doanh anh chị nha. Đó. Ranh mình sẽ tới đây anh chị. Đó. Ranh mình sẽ tới đây, sau lui là 71 mét, nở hậu 38 mét anh chị ha. Đó. Và tổng diện tích hơn 2.000 mét vuông, và giá bán em thì xin được báo giá bán luôn anh chị ha. Tổng bất động sản mình đang cần bán giá ngợp nha là 15 tỷ cho tổng bất động sản này, khoảng là hơn 6 triệu một mét vuông anh chị ha. Hay giá này là giá rất là rẻ, tại vì dưới đây Hồ Tràm đa số nha, phần đa khoảng là trên 10 triệu một mét vuông ha. Tùy vị trí, nhưng mà khu vực này thì khoảng đâu đó loanh quanh là khoảng hơn 10 triệu đó anh chị ha. Hơn 10 triệu một mét vuông đó anh chị. Đó. Giá cũng tương đối là ok, hơn 6 triệu một mét vuông. Trên đất thì hiện tại là đang có một cái căn nhà, nói chung là bỏ trống thôi. Nhà này thì cũng không có giá trị lắm ha. Nói chung là sửa sang, ráng sửa sang vẫn được. Nhưng mà anh chị mua bất động sản này thì về cái vấn đề mà kinh doanh mua bán vẫn là còn đầu tư tốt anh chị, và thích hợp cho cô chú chị nào mà mở nhà hàng, khách sạn gì ở đây rất là hợp lý luôn anh chị ha. Tại vì cái đường này là đường chính để mình đi xuống biển này, đi xuống biển và đi xuống những cái resort ha. Đó, đa số xe khách, xe du lịch sẽ đi đường này anh chị. Bất động sản mình thì hiện tại đang có cái phần đất thì hơi trũng so với đường chút xíu ha, nhưng mà mình có thể nâng lên một chút xíu thôi. Nói chung là cũng không đáng kể anh chị ha. Đó. Phía trong đất thì cái chất đất rất là tốt anh chị. Biển Hồ Tràm thì em Điền cũng nói nhiều lần rồi ha, nói chung là cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Biển du lịch Hồ Tràm đây, như cô chú chị có thể thấy xe Bình Dương mới chạy qua đó, đó đi xuống đi du lịch anh chị. Đó thì biển Hồ Tràm thì nói chung là vài năm đổ lại đây thì biển Hồ Tràm được nhiều người biết tới rất là nhiều anh chị. Nói tới biển Hồ Tràm thì cô chú chị
có thể gõ lên ha, gọi lên mạng, lên YouTube hoặc là lên Facebook hay lên những cái mạng xã hội khác thì gõ Hồ Tràm sẽ ra rất là nhiều đó. Thì ca sĩ, giới ca sĩ, nghệ sĩ về dưới này rất là nhiều anh chị đó. Và có những cái resort lớn và có cái The Grand Hồ Tràm. Nói chung là cái biển Hồ Tràm thì chủ yếu là có nhiều cái lượng khách trong nước và cả ngoài nước luôn anh chị đó. Nói chung là có lượng khách quốc tế đó. Và dưới này thì về cái vấn đề quy hoạch du lịch thì rất là nhiều anh chị ha. Như kế bên đây là có cái rừng, rừng nguyên sinh, sẽ có quy hoạch là cái rừng sở thú, làm cái sở thú safari này kia đó, rồi trường đua ngựa vân vân. Nói chung là có những rất là nhiều cái quy hoạch dự án làm ở đây để mà lôi kéo khách du lịch từ nước ngoài về, và rót cái nguồn vốn từ nước ngoài về đây rất là nhiều anh chị ha. Đó. Nên là về cái kinh tế, về cái du lịch, phát triển du lịch dưới này rất là ok anh chị ha. Thì giá thì em Điền cũng đã báo rồi đó, 15 tỷ tổng mức sàn này ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì khoảng khoảng là 2 tiếng đồng hồ để mà cô chú chị di chuyển về đây tắm biển ha. Nói chung là mình đi du lịch thì mình đi về trong ngày vô tư anh chị đó. Nếu mà bất động sản này mà nó nhiều tiền so với anh chị quá thì anh chị có thể là rủ thêm bạn bè hoặc người thân mua chung và tách đôi ra, ok, rất là ok anh chị. Thì mỗi người hơn 1.000 m², rồi có là người 70 thổ cư anh chị ha, vô tư. Nói chung là nếu mà mình muốn xây dựng thì vẫn vẫn được anh chị ha, tại vì đang thổ cư. Quy hoạch thì Đức Minh là phủ hầm toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha. Đó. Rồi, em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Thì cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này, và thậm chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm ha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.